Tập 10. Tôi đến để chọn váy cưới. Cô sắp kết hôn rồi. Tôi nói cho cô biết, con gái thì phải tranh thủ khi còn trẻ. Cô với anh Vinh Hiên cũng phải nhanh lên đấy. Chúng tôi không vội. Sao lại không vội? Anh ấy không muốn cưới hả? Bây giờ anh ấy đang bận. Thế thì tại sao? Thật ra là do cả hai chúng tôi đều chưa cảm thấy chưa muốn cưới sớm như vậy. Vẫn muốn tận hưởng thêm một chút thế giới của hai người. Không nhìn ra đó, nội tâm cô cũng lãng mạn phết. Anh Vinh Hiên nói với tôi là cô là một cô gái đặc biệt bảo thủ. Cô đi một mình à? Ừ. Lẽ ra anh ấy nói sẽ đi cùng tôi. Kết quả lại có việc đột xuất không đi được. Cô từng gặp anh ấy rồi mà. Cô thấy anh ấy là người như thế nào? Cô thấy để hiểu một người thì cần có thời gian. Có lẽ cô hiểu rõ hơn. Cô nói ấn tượng đầu tiên đi. Tôi nhớ anh ấy trông khá đẹp trai. Vừa nãy cô cũng nói rồi đấy, anh ấy rất nhiệt tình với công việc. Chắc chắn là một người rất có trách nhiệm. Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy cô cứ chọn đi, tôi đi đây. Đừng. Chu Nhiên, cô có mắt nhìn. Cô giúp tôi chọn váy cưới được không? Đúng thế. Tôi không biết chọn. Đừng. Cô giúp tôi chọn với. Tôi thực sự không chọn được. Cô giúp tôi chọn đi mà. Giúp tôi xem thử, được không? Chu Nhiên, cô thấy chiếc váy cưới này có đẹp không? Tôi từng ao ước, nếu tôi kết hôn, cũng muốn mặc một chiếc váy cưới như thế này. Thật sao? Vậy tôi đi thử nhé. Tại vì em không ngốc, không giống anh. Ngốc nghếch thế tại sao lại không có? Thì không có thôi. Rốt cuộc em có đang nghe anh nói không vậy? Chào anh, chào cho hỏi có cần gì không ạ? Cô đoán xem. Đừng đùa nữa. Bọn em chỉ xem qua thôi. Vâng, mời hai anh chị cứ tự nhiên. Đi thôi, qua bên kia xem nào. Quách Thụy, em thích cái này. Chính là cái này. Vậy thì chiếc váy cưới này sau này sẽ là của em. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Anh Quách Thụy, tại đây xin thề, sau này nhất định sẽ mua chiếc váy cưới này, tận mắt nhìn em mặc nó, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Trung Nhiên, đẹp không? Mình cứ tưởng mình có thể bình thản đối mặt tình cảm của mình, nhưng cho đến khi Từ Mạn mặc chiếc váy mà mình từng ao ước, mình phát hiện ra mình vẫn cảm thấy một trận đau lòng. Mình phải thừa nhận mình ghen tị với cô ấy, nhưng mình không thể để lấy đi chiếc váy cưới này, vì mình không thể để Quách Thụy nhìn thấy. Mình không muốn quấy rầy hạnh phúc của người khác nữa. Từ Mạn, cô mặc chiếc váy cưới này thật sự rất đẹp. Có muốn thử thêm cái khác không? Cô xem, chiếc váy cưới này cũng không tệ. Cô mặc nó nhất định sẽ rất xinh đẹp. Vậy thử một chút nhé. Cô Từ, xin lỗi cô, chiếc váy cưới này tuy cũng rất đẹp, nhưng trong quá trình vận chuyển đã xảy ra chút vấn đề, là do chúng tôi muốn trả lại để gia công lại. Xin lỗi cô. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Xem ra tôi vẫn là có duyên với chiếc váy cưới này. Đây là ý trời sao? Cô Từ, chiếc váy cưới cô đang mặc thật sự rất hợp với cô. Lúc đám cưới cô mặc vào, nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Quách Thụy, mới tan làm à? Công ty có chút việc, anh vừa xử lý xong. Vất vả rồi, để em nấu cơm cho anh. Không cần đâu.
Anh ăn ở ngoài rồi. Thế nào? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Anh còn có mặt mũi mà hỏi nữa à? Cũng không thèm đi cùng em. May mà Chu Nhiên tốt bụng đi cùng em cả ngày hôm nay, cho nên hôm nào đó bọn mình nhất định phải mời cô ấy ăn. Cảm ơn cô ấy thật tốt. Xin lỗi em, bảo bối. Không phải là anh không muốn đi cùng em, thật sự là công ty có việc, anh không thể rời đi được. Vậy để em nói với bố một tiếng. Không phải là được rồi sao? Em ngàn vạn lần đừng nói với bố nhé, không thì người khác sẽ nói ra nói vào đấy. Được rồi, không nói, không nói. Anh xem này, toàn là chiến lợi phẩm của em đấy. Đây là giày cưới, anh thấy cái nào đẹp? Em thấy cái này hình như đẹp hơn một chút. Rồi còn có cái này nữa, những kim cương các thứ em đều chuẩn bị hết rồi. Đương nhiên còn có thứ quan trọng nhất 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 nữa ở đằng kia. Đi, anh đến đây, anh đến đây, anh đến đây. Anh nhìn chiếc váy cưới này xem, đẹp không? Ai bảo em chọn chiếc váy cưới này? Sao vậy? Không đẹp à? Không đẹp. Một chút cũng không đẹp. Em, nhưng mà em rất thích chiếc váy cưới này. Anh nói lại lần nữa, chiếc váy cưới này anh không thích. Sao vậy? Không phải chỉ là một chiếc váy cưới thôi sao? Anh cần gì nổi giận như vậy? Chẳng lẽ em ngay quyền lựa chọn một chiếc váy cưới cũng không có? Anh không có thời gian đi chọn cùng em. Em không trách anh, cho nên em đã tìm Chu Nhiên chọn váy cưới cùng em. Em chỉ muốn mặc đẹp một chút, xuất hiện trước mặt anh. Chẳng lẽ em sai sao? Anh không muốn tranh luận với em. Anh còn có chút việc chưa làm xong. Anh đi làm đây. Thôi, đừng buồn nữa. Khóc nhiều như vậy rồi, uống chút nước ép bổ sung nước đi. Chu Nhiên, tôi thật sự không có người bạn nào có thể tâm sự, cho nên chỉ có thể hẹn cô ra ngoài tâm sự. Không sao đâu, dù sao tôi cũng tan làm rồi, về nhà cũng không có việc gì. Nhưng mà tôi không hiểu, tôi đã làm sai chỗ nào, anh ấy tại phải nổi giận như vậy? Nếu anh ấy không thích bộ váy cưới đó thì đổi một bộ khác là được mà. Nhưng mà tôi thích mà. Vậy tôi mặc đẹp, chẳng lẽ anh ấy không thích sao? Cậu mặc bộ váy cưới đó đương nhiên là đẹp rồi, chỉ là trong mắt chúng ta, bộ váy cưới đó đẹp, có lẽ trong lòng anh ấy thì không đẹp như vậy, nhưng rõ ràng rất đẹp mà. Hai người xuất phát điểm khác nhau, góc độ suy nghĩ cũng khác nhau. Cậu có từng nghĩ tới chưa? Người đàn ông cô đang đối mặt, anh ấy cần nhất là gì? Anh ấy cần cơ hội. Cho nên bố đều cho anh ấy cơ hội rồi. Ngoài cơ hội, anh ấy có lẽ càng cần hơn là lòng tự trọng. Cô thấy anh ấy không mua nổi những kim cô liền mua giúp anh ấy một cái. Cô thấy anh ấy cần cơ hội, cô liền đi cầu xin bố cô cho anh ấy cơ hội. Làm như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Là vì tôi yêu anh ấy mà. Tôi yêu anh ấy, tôi chỉ muốn cho anh ấy tất cả những thứ tôi có thể cho. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống chính là chúng ta nhân danh tình yêu vô tình làm tổn thương một người khác. Khi cô làm những việc này, nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Quách Thụy nỗ lực phấn đấu như vậy, chẳng lẽ anh ấy cho cô tất cả những thứ này sao? Tuy những kim cương anh ấy mua nhỏ hơn một chút, nhưng đó là lòng tự trọng của anh ấy. Mà bây giờ cô lại tước đoạt tất cả những thứ này, làm những việc mà anh ấy nên làm. Lòng tự trọng là giới hạn cuối cùng của một người đàn ông. Muốn giữ chân một người đàn ông, chúng ta không nên chạm vào giới hạn cuối cùng của họ. Nghe cô nói như vậy xong, tôi cảm thấy hình như tôi nghĩ hơi ít rồi. Sau này tôi biết rồi, tôi phải tôn trọng ý kiến của anh ấy, rồi cho anh ấy giữ lại lòng tự trọng. Chu Nhiên, tuy tôi với Quách Thụy ở bên nhau đã lâu, nhưng tôi cảm thấy cô hiểu anh ấy hơn cả tôi. Làm sao tôi có thể hiểu anh ấy hơn cô được chứ? Có lẽ đàn ông trên toàn thế giới đều giống nhau.
Vậy anh Vinh Hiên cũng vậy sao? Anh ấy cũng vậy. Trong lòng có một góc khuất, bản thân không thoát ra được, người khác cũng không thể bước vào. Cảm ơn cô nhé. Chu Nhiên, muộn thế này rồi còn ra ngoài với tôi. Không có gì đâu, hôm nay cũng tại tôi. Nếu không phải tôi đi cùng cô chọn chiếc váy cưới đó, hai người các cô không sẽ không. Cô đừng nói vậy. Sao có thể trách cô được chứ? Bọn tôi cãi nhau hoàn toàn không liên quan đến cô. Ngược lại tôi còn cảm thấy có thể kết giao một người bạn chân thành thật tốt. Sau này nếu tôi gặp phải chuyện gì phiền lòng đều có thể tìm cô chứ? Đương nhiên là được rồi. Có phải còn chuyện gì nữa không? Tôi không sao rồi, cô đi làm việc của cô đi. Tôi không làm phiền cô nữa. Vậy tôi đi trước nhé. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Quách Thụy sẽ nhanh chóng về nhà thôi. Bye bye. Bye bye. Ý cô là sao? Anh muốn hỏi gì? Cô biết tôi muốn hỏi gì mà. Xin lỗi, tôi không hiểu anh nhiều như vậy. Nếu tôi hiểu anh, hai chúng ta sẽ không như ngày hôm nay. Váy cưới. Váy cưới là sao? Anh cảm thấy chiếc váy là tôi giúp Từ Mạn chọn, đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Cô hận tôi, cho nên anh dùng chiếc váy để nhắc nhở tôi. Hạnh phúc của tôi là dùng nhân cách hèn hạ đê tiện để đổi lấy. Tôi nợ cô, tôi mãi mãi nợ cô, chẳng lẽ không phải sao? Anh đang trách tôi sao, Quách Thụy? Chiếc váy cưới đó từng là lời hứa của anh với tôi. Kẻ hủy hoại tình yêu của tôi là anh. Thay lòng đổi dạ, dùng bỏ 5 năm tình cảm là anh, không phải tôi. Là tôi đã dùng bỏ 5 năm tình cảm, là tôi đã dùng bỏ cô. Tôi là một người đàn ông, tôi có thể diện của mình, tôi có lòng tự trọng của mình. Em có thể không cần gì cả, nhưng tôi không làm được. Đúng, là tôi đã nói lời chia tay. Nhưng chẳng lẽ đó không phải đối với chúng ta mà nói là sự lựa chọn tốt nhất sao? Chẳng phải cô đã tìm được người bạn trai giàu có sao? Chúng ta đã chia tay rồi thì đừng dây dưa với nhau nữa, được không? Cái tát này là vì 11 năm thanh xuân tôi đã bỏ ra từ cấp 2 đến giờ. Quách Thụy, trên thế giới này không phải chuyện gì cũng có thể nhân danh tình yêu để tha thứ. Tôi không muốn làm người thứ ba trong chuyện tình cảm của người khác. Tôi cũng không muốn trở thành người mà chính mình cũng ghét. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng chiếc váy cưới đó để giày vò anh. Chưa bao giờ. Váy cưới là do Từ Mạn tự chọn. Tôi đã thử ngăn cản cô ấy nhưng không thành công. Từ Mạn là một cô gái tốt. Hãy trân trọng cô ấy. Có lẽ trên thế giới tất cả những tình yêu dang dở đều giống như tôi và Quách Thụy, cuối cùng tan biến trong gió bụi thời gian. Ngoảnh đầu lại cũng không nhìn một chút dấu vết nào từng tồn tại. Mặc dù từng yêu nhau tha thiết như vậy, thank you.
Chủ tịch, Đồng Tư Nghiên muốn gặp ngài. Cho cô ấy vào đi. Vâng. Chủ tịch. Cô muốn làm gì? Tôi đoán mấy ngày nay chủ tịch nhất định đang tìm tôi khắp nơi. Tôi không muốn ngài vất vả, cho nên tôi tự đến đây. Mục đích của cô rốt cuộc là gì? Chủ tịch, hình như rất căng thẳng. Tôi chỉ muốn quay lại đây xem thử thôi. 3 năm rồi. Nơi này không hề thay đổi. Tư Nghiên, chuyện quá khứ đã qua rồi. Cô nên nhìn về phía trước. Không cần thiết phải nhắc chuyện cũ nữa. Nhìn về phía trước. Bà nói cho tôi nên nhìn về phía trước như thế nào. Mọi thứ ở đây đều không thay đổi, nhưng đối với tôi mà nói, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Lần này cô trở về, bố cô có biết không? Bà đừng nhắc đến bố tôi. Ông ấy chính là bị bà hại chết. Cái gì? Bố cô đã qua đời rồi. Là bà đã hại chết ông ấy. Tôi và bố cô là bạn bè nhiều năm. Sự ra đi của ông ấy, tôi rất lấy làm tiếc. Bạn bè. Hai chữ này từ miệng chủ tịch nói ra, bà thật sự không thấy buồn cười sao? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi chỉ muốn đến chào hỏi chủ tịch một chút thôi. Bạn của bố tôi. Sau này chúng ta sẽ còn gặp mặt. Lão yêu bà này, rốt cuộc muốn làm gì? Mời ngồi. Trợ lý Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước chia tay, con vẫn luôn muốn tìm cơ hội đến thăm chủ tịch. Miệng lưỡi cũng ngọt đấy. Nhưng mà, những lời khách sáo thì không cần thiết phải nói. Nói thật lòng nhé, chúng ta gặp nhau mấy lần rồi. Ấn tượng của tôi về cô rất không tốt. Tôi nói vậy, cô có phiền không? Không phiền. Sao con lại phiền được chứ? Cô thật sự yêu con trai tôi sao? Con? Sao? Không chắc chắn à? Không không không. Đương nhiên là con yêu anh ấy rồi. Con trai tôi có yêu cô không? Chắc là có. Câu trả lời này của cô hình như càng không chắc chắn. Anh ấy yêu con. Con chắc chắn. Con đương nhiên chắc chắn anh ấy yêu con. Nếu bây giờ là tôi của trước đây, tôi nhất định sẽ phản đối hai người tiếp tục phát triển. Nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi đã khác rồi. Đã là Vinh Hiên lựa chọn yêu thích cô, tôi cũng không tiện can thiệp. Lão yêu bà, rốt cuộc bà muốn hành hạ tôi như thế nào? Thông thường khí chất chia làm hai loại. Một loại là bẩm sinh đã có, loại còn lại là do rèn luyện mà thành. Cô không sở hữu loại năng khiếu thứ nhất. Vậy thì chỉ có thể thông qua học tập mà có được. Tôi dựa theo điều kiện của cô thiết kế cho cô một loạt kế hoạch rèn luyện người vợ hiền. Yoga, khiêu vũ, cắm hoa, bơi lội, đánh golf, thanh nhạc,
hình thể, chơi đàn, nghi thức, nấu ăn, việc nhà. Ngoài ra, tôi còn sắp xếp cho cô các khóa học kịch nói, nhạc kịch các loại. Khóa học hôm nay cô phải tham gia chính là lớp yoga. Thưa cô, làm phiền cô rồi, nhưng mà chủ tịch, ngài xem này, bây giờ hình như đã rất muộn rồi. Nếu đã quá muộn, hôm nay đừng về nữa. Học xong lớp yoga, tiết học tiếp theo là lớp nghi thức ăn uống. Chúng ta bắt đầu thôi. Không được rồi, không được rồi, thưa cô, không được rồi, không được, không, không được. Tư thế ngồi, lưng không bao giờ được chạm vào lưng ghế. Cơ thể phải ngồi thẳng, đưa thức ăn trực tiếp lên miệng. Cho dù ăn, những món bánh dễ rơi vụn cũng không được cúi người xuống lấy. Uống canh là ngoại lệ duy nhất. Kích thước khăn ăn, trong những trường hợp khác, kích thước khăn ăn sử dụng cũng khác nhau. Bữa trưa 17 đến 20 inch. Uống trà chiều 12 inch. Bữa tối 26 inch. Tiệc cốc tai 6 đến 9 inch. Đúng, 6 đến 9 inch. Không còn gì khác nữa. Những gì tôi dạy cô hôm nay, cô phải ghi nhớ thật kỹ cho tôi. Sau này tôi sẽ kiểm tra cô. Nếu còn trả lời sai, cơm đừng ăn nữa. Tôi bảo cô nghỉ ngơi trong phòng của Vinh Hiên. Phòng của nó, ngày nào tôi cũng cho người dọn dẹp, rất sạch sẽ. Tôi bảo cô ở phòng của nó là hy vọng cô có thể hiểu thêm về quá khứ của nó. Ba năm nay nó chưa từng về đây ở. Tổng biên tập tại sao không về nhà? Có lẽ đứa trẻ nào lớn lên rồi cũng không muốn sống chung với bố mẹ. Cô Chu, đây là đồ ngủ của cô. Cảm ơn. Chúa ơi, cứu con với. Chủ tịch, tại sao lại muốn mình của tổng biên tập? Thật sự muốn mình hiểu thêm về anh ấy sao? Thật ra tôi không mua chút nào. Mấy năm trước, tôi chạy đi làm phóng viên thể thao là vì anh ấy, xem kênh thể thao cũng là vì muốn ở bên anh ấy. Có phải thấy tôi rất ngốc không? Alo, đang làm gì vậy? Tìm tôi có việc gì? Đêm dài dằng dặc, không có tâm trạng ngủ. Có muốn đi ăn xiên nướng không? Ăn xiên nướng á? Tôi cũng muốn đấy. Nhưng mà bây giờ tôi bị người ta giam lỏng rồi. Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Bây giờ tôi đang ở phòng anh. Ở phòng anh. Bây giờ tôi đang ở nhà mà, biệt thự của chủ tịch. Tôi bị bà ta giam lỏng rồi. Chẳng trách cả ngày hôm nay cô không đến công ty. Thì ra là bị bà ta bắt đi rồi. Anh còn không mau đến cứu tôi.
cô bị bà ta bắt đi thì ai cũng cứu được cô đâu. Cô chỉ có thể cầu nguyện Bồ Tát phù hộ thôi. Alo, sao anh lại không nghĩa khí như vậy? Cô muốn tôi nghĩa khí như thế nào? Bà ta bắt cô đi làm gì? Sao tôi biết bà ta muốn làm gì? Nói là thiết lập cho tôi một cái danh sách bồi dưỡng khí chất người vợ hiền gì đó. Trời ơi, anh không biết đâu. Hôm nay bà ta tìm huấn luyện viên yoga, suýt chút nữa là hành chết tôi rồi. Vậy có lẽ bà ta sẽ thất vọng rồi. Con người cô á, với khí chất, hoàn toàn không có duyên phận. Anh đủ rồi đấy nhé. Anh đừng có nói xấu tôi như vậy chứ. Tôi nói này tổng biên tập, nhà anh cũng khá là rộng mà. Tại sao anh còn phải chuyển ra ngoài ở vậy? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Được rồi, tôi không hỏi. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, những đau khổ tôi phải chịu ở đây, anh đều phải bồi thường gấp đôi cho tôi. Lần sau gặp phải chuyện như thế này, nói trước với tôi nhé. Anh còn đi châu Âu nữa à? Chỉ là đi du học thôi. Anh có biết không, ước nguyện của tôi là được đi du lịch châu Âu. Dưới bầu trời xanh biển rộng đó, mặc váy dài đi dạo, dạo chơi ở giữa những tòa kiến trúc cổ kính của châu Âu, cảm nhận sự thay đổi và vẻ đẹp của thành phố này. Thật là lãng mạn. Đến lúc đó, tôi còn phải chụp rất nhiều rất nhiều rất nhiều ảnh. Xin cô đấy, mọi thứ căn bản không giống tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Du lịch chỉ là từ một nơi mà bản thân anh đã chán, đến một nơi mà người khác đã chán mà thôi. Anh đừng có nói tất cả những chuyện tốt đẹp thành nhàm chán như vậy được không? Cuộc sống vốn dĩ đã buồn tẻ như vậy rồi. Được rồi, không cãi nhau với anh nữa. Nhưng mà hôm nay anh nhất định phải đến cứu tôi. Anh không đến cứu tôi biết làm sao. Bây giờ tôi đã... Anh còn biết tiếng Pháp nữa à? Trước đây tôi từng du học ở Pháp. Thật sao? Vậy tôi hỏi anh nhé, nước Pháp đó có phải rất lãng mạn không? Phụ nữ bên đó có phải đều vô cùng thanh lịch không? Thanh lịch hơn cô thì đúng là thật. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ là tò mò thôi. Tôi muốn hỏi anh, phụ nữ Pháp thanh lịch như vậy, anh làm thế nào mà vẫn có thể không hề động lòng? Đi qua vườn hoa, không dính một chiếc lá nào. Đi qua vườn hoa, hương thơm đã thấm vào lòng. Anh nói chuyện với cô chán thật. Cô vẫn luôn thích nhìn chằm chằm người khác như vậy sao? Xin lỗi, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi. 3 năm trước tôi ra nước ngoài. Thật ra là vì tôi thất tình. Tôi vẫn luôn chờ đợi một người. Cho đến hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh ấy. Nhưng tôi phát hiện ra bên cạnh anh ấy đã có người phụ nữ khác rồi. Alo. Alo, alo. Sao cô không nói gì? Không có gì. Có lẽ là hôm nay học yoga nhiều quá, hơi mệt một chút. Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Mấy hôm nay cô không chơi với bọn tôi rồi. Tình hình gì vậy? Có thể có tình hình gì được chứ. Bận chứ sao? Tôi thấy là bận rộn yêu đương rồi. Chị Mạn, đây là chị sai rồi nhé. Đều nói đàn ông bọn tôi thấy sắc quên nghĩa. Sao phụ nữ các cô cũng vậy? Chuyện này anh không hiểu rồi. Mức độ thấy sắc quên nghĩa của phụ nữ còn hơn cả đàn ông đấy. Tuy chúng ta không thường chơi với nhau nữa, nhưng mà mọi người mãi mãi sống trong lòng tôi. Đừng đừng đừng, nói như thể bọn tôi đều chết rồi vậy. Tôi rất tò mò đấy. Rốt cuộc là người đàn ông tuyệt vời nào
Có năng lực như vậy, cưa đổ được chị mạn của chúng ta vậy. Anh ấy rất đặc biệt, rất ưu tú. Nhìn bộ dạng mê trai của cô kìa. Đúng vậy. Không, đây vẫn là chị mạn mà chúng ta quen biết sao? Không được cười nhạo tôi như vậy. Được rồi, chị mạn đã lên tiếng rồi. Bọn tôi nào dám không nghe theo? Không phải. Đã nhiều ngày vậy rồi, không rủ bọn tôi đi chơi. Hôm nay có chuyện gì vậy? Chỉ là nhớ mọi người thôi. Chị mạn, chị đừng có làm trò này với tôi. Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, ai mà không hiểu ai chứ? Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Quả nhiên chơi với nhau bao nhiêu năm nay vẫn là cậu hiểu tôi. Nói đi, vậy thì tôi nói thẳng luôn nhé. Chính là cậu của cậu, có phải là người phụ trách trong kế hoạch xây dựng sân vận động Tinh Quang không? Tôi hiểu rồi. Cô đây là mượn rượu mời khách. Không phải, chuyện này chẳng phải cô không quản sao? Bây giờ khác rồi. Tôi phải quản. Nói đi, vậy chị muốn làm gì? Chính là có một nhà thiết kế phương án tên là Quách Thụy. Có thể nhờ cậu của cậu giúp một chút được không? Để phương án thiết kế của anh ấy được chọn. Quách Thụy. Chẳng lẽ chính là người mà cô nói rất ưu tú, rất đặc biệt đó sao? Thôi thôi thôi, bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Cậu cứ nói là có giúp hay không đi. Chị Mạn, chuyện này thật sự không phải là tôi không giúp, mà là tôi thật sự không giúp được. Những người tham gia tuyển chọn phương án thiết kế nhất định đều là những bậc thầy trong giới thiết kế. Nhà thiết kế thật sự là dựa vào danh tiếng đấy. Thiết kế hạng mục lớn như thế này, người trẻ tuổi rất khó chen chân vào được. Không phải, tôi biết, nhưng ai mà từng trải qua thời trẻ tuổi? Cậu không thể dựa vào lai lịch để đánh giá tài năng chứ. Hơn nữa tôi dám đảm bảo, thiết kế của Quách Thụy tuyệt đối không thua kém những người được gọi là bậc thầy kia đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng mà bây giờ chính là một xã hội coi trọng danh tiếng. Một câu thôi, giúp hay không? Tôi sẽ cố gắng. Tôi cố gắng, được không? Vậy còn tạm được. Không phải, tôi giúp chị một việc lớn như vậy, chị chỉ nói một câu là xong rồi. Vậy thì sao được? Tối nay, rượu tôi mời hết, gọi loại đắt nhất, không say không về. Đây là do chị nói đấy nhé, chị nói đấy, không say không về. Nào nào nào, cạn ly, cạn. Từ Mạn, sao vậy? Ngày nào cũng uống say như vậy, ra thể thống gì nữa? Không còn cách nào khác, tiếp khách làm ăn mà. Em sắp chỉ có tiếp khách mà không có nhà rồi. Tiếp khách gì mà khiến em ngày nào cũng uống say như vậy? Bây giờ còn chưa thể nói cho anh biết, nhưng mà em có thể chắc chắn là sau này em nhất định sẽ là một người vợ tốt. Thôi, nghỉ ngơi sớm đi. Không cần, không cần. Anh đi làm việc của anh đi, em tự lên ngủ đây. Làm xong sớm thì nghỉ ngơi sớm nhé. Quảng cáo của Lozat ở này phải gỡ xuống. Thật hay giả vậy? Sao tôi không biết? Hôm qua đã truyền ra rồi. Là do đàm phán hợp tác thất bại sao? Cũng có thể là bị người khác cướp giữa đường. Vì tiền thôi, ai biết được chứ? Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sao cô ta lại nghĩ ra trò này chứ? Chính là... Trung Nhiên, chuyện gì vậy? Còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Sắp có biến rồi. Sắp có biến rồi. Đều tại cô. Chuyện cô mặc sai lễ phục bây giờ ầm ĩ rồi. Công ty Lozat bây giờ rất bất mãn, muốn chúng ta lập tức loại bỏ ảnh hưởng xấu này. Vừa rồi công ty đã họp hội đồng quản trị, nếu tổng biên tập không đưa ra được một phương án loại bỏ ảnh hưởng xấu, Lozat ở sẽ rút quảng cáo. Cô nói xem, tổng biên tập mới nhậm chức chưa được nửa năm, phí quảng cáo của Lozat ở muốn rút vốn, khách sạn của Hạ Hữu Quân lại là do ngài ra đàm phán được. Cô bảo tổng biên tập lấy gì để khiến mọi người tâm phục khẩu phục? Tôi thấy bây giờ anh ấy đúng là trong ngoài đều lo lắng. Vị trí tổng biên tập e là không giữ được rồi. Nhưng mà trước đó, tổng biên tập chẳng phải đã nói chuyện rõ ràng với trụ sở chính của Lozat ở rồi sao? Sao lại đột nhiên như vậy chứ? Chẳng phải đều tại cô sao? Tôi thật sự không biết cô đã cho tổng biên tập uống mùa mê thuốc lú gì rồi. Từ khi anh ấy tuyển cô về, chưa từng gặp phải một chuyện tốt nào. Tâm trạng anh ấy không tốt, chúng tôi đều phải chịu chung số phận, đều tại cô. Đi đâu vậy? Chủ tịch đang ở bên trong đấy, cô có phải ngốc không? Chẳng trách sáng nay không thấy cô ta đâu. Cô nói gì vậy?
Không có gì. Có phải bị điên rồi không? Lời gì cũng dám nói. Chẳng phải con có thể giải quyết chuyện này sao? Chủ tịch, cho con thêm vài ngày nữa, con nhất định có thể giải quyết được. Nếu thêm vài ngày nữa, con không giải quyết được thì sao? Hội đồng quản trị rất bất mãn với con. Nếu không phải mẹ đang ủng hộ con, hôm nay con còn có thể ngồi ở đây sao? Con biết, ngài chưa bao giờ tin tưởng tôi. Cho nên hôm nay, con xin cam đoan với ngài. Nếu chuyện này không giải quyết được, con sẽ tự động rời đi, sẽ không làm khó ngài. Vậy thì được rồi. Nếu con đã ghét công việc này như vậy, mẹ cũng không miễn cưỡng. Chủ tịch, dạo này có chút khác lạ. Vậy trong mắt con, ta là người như thế nào? Chẳng phải mẹ thích nhất là áp đặt ý chí của lên người khác sao? Dù sao cũng không phải là bộ dạng bây giờ. Mẹ biết con hận mẹ. Con hận mẹ từ nhỏ đến lớn, sắp xếp mọi thứ cho con. Con hận mẹ, bắt con phải dựa theo suy nghĩ của mẹ để sống cuộc đời của con. Mẹ biết con không vui. Được rồi, từ hôm nay trở đi, con muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ đây là hết hy vọng vào con rồi sao? Mẹ chỉ mong con có thể sống vui vẻ. Con có thể rời khỏi Y Nhân, nhưng không phải rời đi như bây giờ, rời đi trong tủ nhục. Chuyện con đã hứa với mẹ thì nhất định sẽ làm được. Con phải nói được làm được. Hội đồng quản trị rất bất mãn với con. Mẹ biết con không vui. Con phải nhớ kỹ, phải nói được làm được. Alo, tổng biên tập. Bây giờ là 8 giờ 15, cô lập tức đến công ty lấy hồ sơ quảng cáo nhiều năm qua của Lozat ở. Ngoài ra mang cho cà phê Mỹ, không được. 30 phút sau đến nhà tôi. Alo. Ba mươi phút sau tôi đến kịp. Tổng biên tập, tôi đến rồi. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đóng cửa làm việc. Cái đó, tổng biên tập, cà phê của anh. Cô biết các Lagerfeld chứ? Tôi đương nhiên biết ông ấy rồi, ông trùm của giới thời trang mà. Các Lagerfeld từng làm một chủ đề nhiếp ảnh, tên là chiếc áo khoác nhỏ màu đen. Ý muốn giải thích cách mặc chiếc áo khoác kinh điển của Chanel. Trong cuốn sách này, những người thuộc quốc tịch, độ tuổi, giới tính khác nhau dùng những cách khác nhau, cách ăn mặc, phong cách để giải thích chiếc áo khoác kinh điển của Chanel. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể làm một buổi triển lãm ảnh, tên gọi là một chiếc váy mang phép thuật. Một chiếc váy mang phép thuật chính là nói để những người khác nhau đều mặc cùng một chiếc váy, nhưng bởi vì phụ kiện, kiểu tóc, cách xử lý chi tiết khác nhau, phong cách của mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau. Tổng biên tập, ý anh là muốn dùng mọi cách để thể hiện nhiều khả năng của một chiếc váy sao? Đúng vậy. Đây là 4 phương án thiết kế tôi đã làm theo Wizard of Oz, quyến rũ hiện đại, nữ chiến binh tương lai và người đẹp như cá. Tiếp theo, cô phải làm 4 việc. Việc thứ nhất, sắp xếp những phương án này và lập một kế hoạch chi tiết. Việc thứ hai, phân tích dữ liệu quảng cáo nhiều năm qua của Lozat ở và kết hợp với chiếc áo khoác nhỏ màu đen để tiến hành đánh giá thị trường. Thứ ba, dựa theo phong cách của thương hiệu chọn ra người mẫu phù hợp. Thứ tư, lập một kế hoạch chụp ảnh chi tiết, cụ thể đến phong cách chụp ảnh, địa điểm chụp ảnh và phong cách chụp ảnh cần thể hiện đặc điểm của thương hiệu, cụ thể đến biểu cảm và trạng thái của người mẫu. Vâng, tổng biên tập, tôi đã hiểu hết rồi. Vậy cô cứ làm việc tiếp đi, tôi đi ngủ đây.
Anh làm gì ở đây vậy? Cô nằm mơ thấy Xuân à? Anh mới nằm mơ thấy Xuân ấy. Cô còn trụ được không? Nếu không trụ được thì tôi cho cô nghỉ nửa ngày. Không cần đâu, không cần đâu. Tôi rửa mặt là có thể làm việc rồi.